Chắc chắn là đã có nhiều bạn biết tới mẫu mũ Joey 981 với hai kính tiện dụng, kiểu dáng thể thao. Chiếc mũ này đang được bán niêm yết toàn quốc với mức giá là 1.700.000. Nhưng mà cái mũ nguyên zin thì chưa có đuôi gió. Nhiều bạn thì thích cái mũ nó ngầu hơn, nó thể thao hơn, nó cá tính hơn. Thì bên mình đã tiến hành độ đuôi gió Bista cho chiếc Joey 981 mọi người nhé. Hôm nay thì có một bạn khách qua bên mình mua cái mũ 981 màu đen bóng và độ thêm cái đuôi gió. Thì mình quay nhanh cho mọi người xem nhé. Có cái đuôi gió này thì các bạn thấy là cái mũ nó góc cạnh hơn, nó thể thao hơn, nó ngầu hơn rất là nhiều. Chiếc mũ này thì nổi bật với việc nó có hai kính mọi người ạ, rất tiện dụng luôn. Bên trong thì sẽ có một kính đen và bên ngoài sẽ là kính trong suốt. Các bạn có thể độ thêm kính bên ngoài sang kính màu thoải mái nhé. Cái đuôi gió Bista này bên mình bán với giá là 100.000, nhưng bên mình đang có ưu đãi giảm tới 70%, có nghĩa là chỉ còn 30.000 thôi khi các bạn mua cùng mũ. Và những bạn mà không mua mũ bên mình thì bên mình cũng nhận nắp luôn mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video này nhé.